Nền tảng bảo mật ứng dụng web và API của Polaris bảo vệ trang web và dữ liệu của bạn khỏi các cuộc tấn công của hacker. Nhưng nó thực sự hoạt động như thế nào? Khi bạn lướt web, xem video trên YouTube hoặc mua sắm trực tuyến, thiết bị của bạn kết nối trực tiếp với máy chủ chứa nội dung của trang web đó với Polaris. Thay vì truy cập đến trang web đó trực tiếp, trước tiên lượt truy cập sẽ chuyển đến hệ thống cloud của Polaris để kiểm tra mã độc trước khi cho phép chuyển đến trang web đó. Nền tảng này là tường lửa thế hệ mới, có tích hợp trí tuệ nhân tạo và máy học, cảnh báo thông minh nhằm phân tích hành vi để ngăn chặn tấn công hiệu quả hơn. Bên cạnh đó, bảo mật API cũng quan trọng không kém. API là điểm kết nối giữa hai hệ thống khác nhau, chẳng hạn như cổng thanh toán tài chính hoặc phần mở rộng trên trang web. Các điểm kết nối này giữa các hệ thống sẽ luôn là điểm dễ bị tấn công bởi hacker, nên cũng cần phải được bảo vệ an toàn tuyệt đối. Vì vậy, cần làm gì để bắt đầu thiết lập hệ thống an ninh mạng? Tất cả chỉ mất 10 phút. Với một thay đổi đơn giản trong tên miền trang web, bạn sẽ được bảo vệ khỏi các mối đe dọa đang có xu hướng ngày càng gia tăng. Sau khi đăng ký xong, quy trình thiết lập sẽ hướng dẫn bạn từng bước cần làm. Luôn nhớ rằng, Polaris ở đây để bảo vệ tài sản quý giá nhất của bạn, đó là những người xung quanh bạn. Liên hệ cho chúng tôi ngay hôm nay.